Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sùng đạo. Một người sùng đạo là gì? Người học tiếng Anh định nghĩa về người sùng đạo: tôn giáo sâu sắc, dành cho một người tôn giáo cụ thể, trung thành với một cái gì đó, dành cho một niềm tin, tổ chức, con người cụ thể, vân vân, nghiêm túc và chân thành. Công giáo sùng đạo là gì? Người sùng đạo là dành riêng cho tôn giáo hoặc chân thành. Một ví dụ về người sùng đạo là một người công giáo có niềm tin bất tận vào Thiên Chúa, tham dự thánh lễ mỗi Chủ nhật và tuân theo tất cả các thực hành. Một linh hồn sùng đạo là gì? Để trở thành sùng đạo là để được sâu sắc dành cho tôn giáo của một người hoặc một niềm tin, nguyên nhân hay lối sống. Nếu bạn đang đọc bài này, có lẽ bạn là người tin tưởng vào việc cải thiện vốn tự vực của bạn. Làm thế nào để bạn sử dụng sùng đạo trong một câu? Ballester trả lời: người Nga rất sùng đạo. Ông cũng rất sùng đạo và đạo đức của ông là không thể chấp nhận được. Do đó, nhật ký của ông là một biên niên sử quý giá về các sự kiện đương đại theo quan điểm của một chính trị gia ôn hòa và một tín đồ sùng đạo của giáo hội Anh. Các đặc điểm của một người tôn giáo là gì? Phân tích dữ liệu của những ngụ ý rằng niềm tin tôn giáo cơ bản có mối tương quan tích cực: vị tha, thông cảm, tha thứ, đặc điểm, hướng ngoại, hòa đồng, vui vẻ, yêu thương, chiều mến. Bạn gọi một người tin vào tất cả các tôn giáo là gì? Onision là sự công nhận và tôn trọng của tất cả các tôn giáo hoặc thiếu nó. Những người nắm giữ niềm tin này được gọi là người đa thần. Nhiều người theo thuyết đa thần nói rằng tất cả các tôn giáo đều chứa đựng sự thật, nhưng không một tôn giáo nào cung cấp tất cả những gì sự thật. Một người có thể là tâm linh nhưng không tôn giáo được không? Tâm linh nhưng không tôn giáo có nghĩa là bạn không cần một nhà thờ hoặc một cộng đồng. Một số người nói: tôi tâm linh nhưng không tôn giáo. Đó là một cụm từ hợp thời mà mọi người thường sử dụng để mô tả niềm tin của họ không cần tôn giáo có thể tổ chức sống một cuộc sống đức tin. Một người tâm linh có nghĩa là gì? 7 nhu cầu tâm linh. Tâm linh là một khái niệm rộng lớn, có chỗ cho nhiều quan điểm. Nói chung, nó bao gồm ý thức kết nối với một cái gì đó lớn hơn chính trong chúng ta. Và nó thường liên quan đến việc tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống. Như vậy, đó là một trải nghiệm phổ quát của con người, một cái gì đó chạm vào tất cả chúng ta. Làm thế nào tôi có thể cải thiện đời sống tinh thần của tôi? 7 cách để cải thiện sức khỏe tinh thần của bạn. Thứ nhất, khám phá cốt lõi tinh thần của bạn. Bằng cách khám phá cốt lõi tinh thần của bạn, bạn chỉ cần đặt câu hỏi cho chính mình về con người bạn và ý nghĩa của bạn. Thứ hai, hãy tìm nghĩa sâu sắc hơn. Thứ ba, bỏ nó ra. Thứ bốn, hãy tự tập yoga. Thứ năm, du lịch. Thứ sáu, suy nghĩ tích cực. Thứ bảy, hãy dành thời gian để thiền. Làm thế nào để tôi cầu nguyện với Chúa cho một phép lạ? Thứ nhất, dành thời gian để nhớ rằng Chúa yêu bạn. Thứ hai, hãy nhớ tất cả những cách Chúa đã trung thành trong quá khứ. Thứ ba, hãy cầu nguyện lời Chúa. Thứ bốn, hãy thoải mái biết cầu nguyện. Thứ năm, mời người khác cầu nguyện cùng bạn. Thứ sáu, tìm sự bình an trong việc đầu hàng theo ý Chúa. Thứ bảy, thờ phượng Chúa. Là tốt để được sợ Chúa phải không? Sợ Thiên Chúa thực sự là một trong những đặc điểm tốt nhất của một cơ đốc nhân tốt, bởi vì nó cứu chúng ta khỏi việc chui vào bản chất tội lỗi của chính chúng ta. Đó là lý do tại sao Thượng Đế, sợ hãi Thượng Đế thực sự khiến chúng ta tin tưởng người đó hơn. Nếu họ kính sợ Chúa, họ có nhiều khả năng giữ lời và đối xử tử tế với người khác.
Làm thế nào để bạn thể hiện sự tận tâm với Thiên Chúa? Làm ngẫu nhiên hành vi, làm những điều tốt. Chúa Giêsu đã nói: "Nếu bạn yêu tôi, bạn sẽ giữ các điều răn của tôi." Tôn vân vinh danh Chúa. Làm điều này bằng cách giúp mọi người tin vào Chúa và bằng cách gửi thông điệp hy vọng cho người khác để khuyến khích họ. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.